Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Và sau đây là bài hướng dẫn cách làm hai hoặc nhiều nhân vật giống nhau trên cùng một màn hình. Thì bây giờ để cho cái bài demo nó được suôn sẻ thì mình đã soạn ra một cái quy trình. Đầu tiên là mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm để làm rõ cái câu mà làm hai nhân vật giống nhau trên cùng một màn hình. Đấy. Mình sẽ mở cái video mà mình đã cắt ghép ra. Các bạn thấy rằng trên cùng một màn hình thì có ba cái người giống nhau xuất hiện đồng thời, có nghĩa là xuất hiện cùng lúc ấy. Thì làm sao để tạo ra được một cái cảnh quay này? Đấy. Thì các bạn phải biết cách quay, các bạn phải biết cách quay và biết cách cắt ghép. Thì đầu tiên, trước khi mà bước vào cái cách quay và cách cắt ghép thì chúng ta phải ôn lại về cái hiệu ứng lớp trước đã. Bây giờ mình mở VGAT lên, các bạn không phải làm theo mình đâu. Mình sẽ demo cho các bạn để các bạn nhớ lại thôi. Mình vào Media Generator, mình chọn một tấm soi vào. Ở đây là màu trắng, mình tắt cái này đi. Các bạn thấy là khi kim thời gian mình đặt lên tấm soi thì nó hiển thị lên màn hình màu trắng. Bây giờ mình cầm cái tấm red, cái màu đỏ là mình kéo xuống dưới cái tấm màu trắng, mình thả ra. Thì các bạn thấy rằng là cái kim thời gian cũng đặt lên tấm màu trắng, nhưng nó không hiển thị, cũng đặt lên tấm màu đỏ, nhưng nó lại không hiển thị tấm màu đỏ mà nó chỉ hiển thị tấm màu trắng. Đấy. Thì bây giờ muốn hiển thị cái tấm màu đỏ có hai phương án. Một là các bạn dịch chuyển cái tấm màu trắng ra chỗ khác. Đấy. Cái thứ hai là các bạn sẽ phải cắt bỏ cái tấm màu trắng. Ví dụ cắt bỏ một phần bên này để cho tấm màu đỏ nó hiện ra vào cái phần mình đã cắt bỏ. Thì bây giờ mình nhấp vào mask nhá. Nhấp vào Event, Pen và Crop. Sau đó chọn vào mask này. Đấy. Chọn vào con keyframe đầu tiên này. Sau đó chọn vào cái hình vuông này. Đấy. Rồi mình lăn chuột cho nó nhỏ không gian lại. Bây giờ mình sẽ khoanh vùng. Bây giờ mình sẽ khoanh vùng bên trái của tấm màu trắng nhá. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là tấm màu đỏ nó hiện ra. Trong cái trường hợp này á, cái vùng khoanh vùng thì Vegas nó hiểu là mình muốn lấy nó. Còn cái phần không được khoanh vùng, phần nằm ngoài ô vuông này này, thì Vegas nó hiểu là chỗ đó là không lấy, cắt bỏ. Thì cái phần cắt bỏ nó sẽ trở thành một cái màu đen như thế này. Thực chất nó là không nền. Thì khi mình đưa tấm nền vào thì tấm nền nó được hiển thị một phần bên này. Đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ vào lại Event Pen và Crop, vào lại Mask. Bây giờ các bạn nhìn thấy là cái đường giao này giữa tấm màu đỏ và tấm màu trắng nó là một cái đường sắc nét. Đấy, hai cái nó giao thẳng băng. Bây giờ mình chọn cái dòng là filter trong cái phần path nhá. Mình chọn là in chẳng hạn. Mình tăng cái thông số lên. Thì các bạn nhìn thấy cái phần giao của nó là một cái đoạn chuyển từ nói là từ trắng dần dần lên, hoặc là từ đỏ dần dần xuống cũng được. Đấy, nó có một cái đường chuyển như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ chèn thêm một tấm màu xanh xuống dưới cùng. Các bạn thấy rằng kim thời gian cũng đặt lên tấm màu xanh, nhưng tấm màu xanh không được hiển thị bởi vì chúng bị tấm màu đỏ và tấm màu trắng che rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái tấm màu trắng ở bên này để cho cái tấm màu xanh nó hiển thị một phần ở bên này, bên phía tay phải. Thì nhấp vào Event Pen và Crop này, nhấp vào Mask này, nhấp vào con keyframe đầu tiên này. Đấy. Nhấp vào cái biểu tượng cắt này, mình sẽ cắt bỏ nhá. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy cái phần bên trái của tấm màu đỏ thôi. Còn cái phần bên phải mình để ra một chút để cho cái tấm màu xanh nó hiện lên. Đấy. Rồi thì cái quy chế của nó, cái ở đây chúng ta có ba cái màu khác nhau trên cùng một màn hình là nhờ cái hiệu ứng lớp chồng lên nhau như thế này. Đó. Khi mà mình kéo tấm màu trắng ra thì lộ tấm màu đỏ, kéo tấm màu đỏ ra thì lộ tấm màu xanh. Đấy, tấm màu xanh nó không can thiệp gì cả. Kéo vào này thì chúng ta bị tấm màu xanh bị màu đỏ che khuất. Kéo vào thì màu đỏ bị màu trắng che khuất. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tắt Vegas đi. Thì đấy chính là cái phần ôn lại cái kiến thức cũ thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quay. Cách quay. Đấy. Đầu tiên là mình quay, sau đó mình cắt ghép. Thì khi mà chúng ta quay thì chúng ta lưu ý những cái gì? Thì trước khi mà đi vào cái cách quay thì mình sẽ cho các bạn xem cái video quay sẵn. Đây, cái video quay sẵn. Đầu tiên là mình đặt cái điện thoại lên cái chân trống cho nó cố định. Sau đó mình di chuyển, mình chạy ra ở cái bức tường là mình ngồi ở giữa. Đấy. Mình ngồi một lát, sau đó mình lại đứng dậy.
Mình ngồi một lát thì mình đứng dậy, mình chạy sang đây mình ngồi một lát. Đấy. Mình chạy sang bên trái mình ngồi một lát. Ngồi một lát xong mình lại đứng dậy. Đấy, mình di chuyển sang bên phải. Mình cố tình ba người ở ba vị trí khác nhau để tí nữa mình cắt ghép cho nó hiện lên đồng thời. Đấy. Thì những cái khúc dư thì mình sẽ cắt ghép. Thì cắt ghép thì mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ lưu ý về cái quay phim trước đã. Lưu ý đầu tiên là camera phải đặt cố định. Các bạn thấy trong trường hợp của mình là camera đặt cố định. Các bạn có thể quay bằng máy quay, bằng điện thoại, bằng máy ảnh, nhưng mà phải đặt cố định camera. Nếu các bạn không có chân trống thì các bạn đặt đại nó lên một cái ghế, có một cái điểm tựa gì đó cho nó cố định cũng được rồi. Rồi, cái thứ hai là các bạn không được tiến quá gần đến máy quay. Vì cái máy quay nó có chế độ là điều chỉnh tiêu cự mà, nếu bạn đến quá gần thì nó chỉnh tiêu cự, nó chỉnh ánh sáng lại thì nó khi mà chúng ta cắt ghép nó rất là vất vả. Cái thứ hai là cái hiệu ứng nó xảy ra không có chân thật. Đấy. Rồi lưu ý thứ ba đó là đằng sau cái nhân vật, tức là cái background á, nó phải tốt nhất là không được biến đổi. Không được biến đổi tức là không có người qua lại này, không có động vật qua lại, không có hiệu ứng cây rung rinh. Đấy. Thì ví dụ như trong trường hợp này thì các bạn thấy mình quay trong cái điều kiện là tỉnh gió. Xung quanh đây không có ai qua lại, cũng không có điều gì biến đổi, cái nền nó là đồng nhất theo thời gian. Tức là ở phút thứ 00, ở phút thứ 07 giây thì cái nền nó cũng gần gần như vậy, và ở phút thứ 1 phút 26 thì cái nền nó cũng vậy. Đấy. Các bạn lưu ý. Thì ở đây nó ví dụ như là các bạn quay background là một bức tường, nó sẽ tốt hơn là một cái khu vườn, bởi vì cái khu vườn nó có những cái cây rung rinh. Rồi cái lưu ý thứ tư đó là các bạn cố gắng thực hiện cái cảnh quay ở môi trường ánh sáng ổn định. Thì ví dụ như các bạn quay ở trong nhà nó sẽ tốt hơn ở ngoài trời. Ở ngoài trời thì lúc thì trời thì nắng to, lúc thì trời thì râm. Đấy, lúc mà cắt ghép chỉnh ánh sáng thì rất là vất vả mà và nó không chân thật. Rồi cái lưu ý thứ năm là nhân vật không được di chuyển chồng lên nhau. Thì vừa nãy mình có di chuyển nhân vật chồng lên nhau, nhưng mà một lát nữa mình sẽ cắt cắt bỏ cái đoạn đó đi. Đấy, mình được cố tình ngồi ở ba vị trí khác nhau. Đấy chính là cái lưu ý thứ năm. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái phần hướng dẫn cho các bạn cách cắt ghép. Thì trong khi cắt ghép thì nó có những cái lưu ý gì thì mình sẽ đề cập sau. Thì bây giờ để cắt ghép á, mình sẽ bật Vegas lên. Rồi mình sẽ chèn cái video mình cần cắt ghép vào. Ví dụ đây là video quay sẵn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ kéo nó vào Vegas. Rồi bây giờ mình play nhá. Đấy. Thì có những cái đoạn mình đặt máy này, rồi có những cái đoạn mình chạy nhá, di chuyển này, thì các bạn cắt bỏ hết đi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái bàn phím ảo mình cắt cho các bạn xem nhé. Mình sẽ dùng dùng nút qua lại lên xuống này. Đấy, nhấp vào đây. Đây cái lúc mà mình chạy đến này, chạy đến này, đó. Thì từ đầu cho đến đến cái thời điểm mình ngồi cố định là mình sẽ cắt bỏ. S nhấp vào đây, nhấn delete. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ dùng cái phím qua lại lên xuống dịch chuyển. Đấy, nó ngồi một lát rồi nó chuẩn bị chạy sang bên trái, nó ngồi này đó. Thì trước khi nó chạy sang bên trái nó ngồi mình sẽ cắt, rồi mình sẽ cắt tại đây S, sau đó mình cho nó chạy sang đây, nó ngồi xuống, nó ngồi cố định rồi á thì mình sẽ cắt. Rồi cái phần dư đó, cái phần di chuyển này, cái phần di chuyển từ từ bên ở giữa sang bên trái á, đó là cái khúc giữa này đang play này, mình sẽ cắt bỏ nó, cắt bỏ luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục mình cho nó ngồi một lát. Rồi bây giờ nó chuẩn bị đứng lên này. Thì mình trước khi nó đứng lên mình sẽ cắt. Đấy. Và khi nó đứng lên, nó chạy sang đây thì sang đến đây á thì mình sẽ cắt S. Đấy. Nó đi khỏi cái anh ở giữa này rồi thì mình sẽ cắt. Xóa đi. Rồi ở cái đoạn sau này có cái đoạn nào dư á thì mình sẽ cắt, ví dụ đi sang đến đây mình cắt đi. S. Rồi mình nhấp vào đây, chuẩn đi lệnh. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện cắt ghép. Thì đầu tiên là bạn bỏ âm thanh đi, âm thanh đâu có dùng đến đâu. Chuột phải chọn delete track. Nếu mà các bạn muốn giữ lại âm thanh nền thì các bạn cứ việc giữ, còn mình thì mình bỏ đi cho nó gọn gàng để mình demo cho nó dễ. Rồi các bạn quan sát ở đây. Bây giờ mình sẽ ghi tên nhá. Ở đây là ở giữa này. Ở giữa. Giữa đấy. Còn cái này á là bên trái, các bạn nhấn nút F2 nhá, F2.
Biết phím F2 không? Đây, F2. Để đặt tên á, nhấp vào phần tử nhấn phím F2, sau đó gõ tên vào bên trái. Rồi. Bây giờ F2, đây là bên phải. Rồi đặt tên. Mình đặt tên để khi mà mình demo cho các bạn dễ hình dung thôi. Bình thường mình làm mình biết rồi thì mình đâu cần đặt tên. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn đi. Cái anh ở giữa này mình tạm thời bỏ qua một bên, mình bỏ qua một bên. Lát nữa mình thực hành sau. Bây giờ mình thực hành là cho hai người lên cùng một màn hình thôi. Đấy. Thì đầu tiên mình chọn cho một trong hai anh bên trái hoặc anh bên phải làm cái background bên dưới. Giống như cái tấm màu xanh lá cây vừa nãy mình demo á. Thì mình sẽ chọn cái anh này đi. Anh này sẽ là cái lớp background, lớp bên dưới cùng. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn Ctrl Shift Q. Ctrl Shift Q. Đấy, Ctrl Shift này. Q này đây. Thì nó tạo ra một track video mới. Cái track này mình sẽ cầm cái anh bên phải, mình kéo lên trên. Đấy. Thì khi mà mình đặt anh bên phải lên trên á, thì nó sẽ che luôn anh bên trái bên dưới, mình không thấy anh bên trái hiện ra. Thì nhiệm vụ là mình dùng cái mắt như là vừa nãy thôi. Mình cắt, mình lấy cái vùng bên phải. Còn phần bên trái thì mình cho nó thành không nền để cho nó hiện anh ở dưới lên. Vào Event Pen và Crop. Tích vào biểu tượng Maps. Tích vào con keyframe đầu tiên. Tích vào cái ô vuông. Các bạn mới làm thì các bạn nhớ làm theo quy tắc đó nhá, đừng bỏ sót đấy. Rồi bây giờ mình khoanh vùng. Ở đây mình khoanh vùng lấy bên phải thôi. Đấy. Thì khi mà mình khoanh vùng thì nó sẽ hiện anh bên trái lên. Đấy. Thì bây giờ mình điều chỉnh cái vùng khoanh vùng này nhá. Ví dụ mình dịch chuyển sang đây ấy, thì các bạn thấy rằng nó chỉ hiện lên một nửa anh bên trái. Bởi vì anh bên phải nó đè lên rồi. Đấy. Bây giờ mình kéo sang đây. Thì các bạn thấy trong quá trình mình kéo này, có một chút thay đổi ánh sáng ở chỗ này. Ở chỗ này này. Khi mình kéo á, nếu bạn nào tinh ý, đấy, các bạn có thể quan sát là nó có chút thay đổi ánh sáng. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái chức năng filter. Nhấp vào dòng filter các bạn chọn là in hoặc là out cũng được. In tức là ăn vô, out tức là ăn ra ngoài cái khung hình chữ nhật. Ở đây mình chọn out đi. Mình tăng filter lên để tạo cái vùng chuyển. Thì cái hiệu ứng mà nó bên sáng bên tối nó sẽ giảm đi rất là nhiều và hầu như là không còn nữa. Đấy. Rồi thì cắt ghép đơn giản như vậy thôi. Các bạn thấy rằng fly này. Đó, một anh bên này, một anh bên này. Về bản chất thì có gì đâu. Bản chất thì anh bên trái thì nó là một tấm bình thường. Anh bên phải thì nó là một cái tấm lấy bên này cắt bỏ. Đưa anh bên trái vào thì anh bên trái nó sẽ bù lên phần trên này. Đấy. Rồi bây giờ muốn làm ba anh chứ gì? Thì mình sẽ tạo một cái track video mới, nhấn Ctrl Shift Q. Các bạn từ từ hay làm. Từ từ hãy đi ra ngoài kia quay cảnh mà các bạn cứ ngồi ở đây xem hết bài giảng này đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo anh này lên trên. Thì các bạn thấy rằng điều gì? Thấy rằng cái anh ở giữa này nó che cả hai anh bên trái bên phải luôn. Ở giữa mà mạnh dữ. Đấy. Bởi vì nó chưa được cắt mắt, bây giờ mình sẽ cắt mắt. Mình sẽ nhấp vào biểu tượng Event Pen và Crop ở đây. Đấy. Mình khoanh cái vùng, nhấp vào mask, nhấp vào đây. Nhấp vào cái biểu tượng này, mình khoanh vùng anh ở giữa thôi. Đấy. Mình đừng làm ảnh hưởng gì đến những anh kia nhá. Đừng có khoanh quá sang này thì nó sẽ cắt mất anh ở bên trái. Quá sang này thì nó lại cắt mất anh ở bên phải. Mình sẽ khoanh vừa anh ở giữa thôi. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mình khoanh thế này rồi á mà bên này á các bạn nhìn thấy là nó cắt mất cái tay của anh bên cắt mất cái tay của anh bên ở giữa, còn mất cắt mất cái đùi của anh bên tay trái. Đấy, bây giờ làm sao nhỉ? Chết cha. Nhưng các bạn nhìn thấy là ở giữa đây vẫn có cái khoảng cách. Không sao. Mình điều chỉnh lại cái mắt. Nhấp vào cái con chuột. Nhấp vào đây. Mình sẽ điều chỉnh lại cái mắt này thôi. Điều chỉnh cho nó xéo xéo ra này. Đó. Thì sẽ không ảnh hưởng đến nhau nữa. Rồi các bạn chọn filter in chẳng hạn. Mình tăng in lên xíu. Đó. Dịch chuyển cái mắt này ra đây. Rồi ok. Vậy là đẹp. Thì bây giờ các bạn fly xem. Đó các bạn thấy không? Nếu mà trường hợp ánh sáng nó không ổn định, các bạn có thể dùng đó là Video X, dùng Brightness and Contrast hoặc là Color Cover. Các bạn kéo vào một anh nào đó, sau đó các bạn điều chỉnh cho nó phù hợp với những anh còn lại. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn tạo hiệu ứng bóng ma ấy, thì ví dụ như là các bạn muốn tạo anh ở giữa này giống bóng ma thì các bạn chỉ việc giảm cái opacity của nó xuống thôi. Giảm cái opacity của nó xuống. Thì ở đây thì mình sẽ có một cái hai người thật và một bóng ma. Đây bóng ma đây này. Nó mờ nó cứ đi như thế này. Đấy, muốn anh ở giữa thành bóng ma thì giảm cái opacity của nó xuống.
Thế mà tuyệt đối không được giảm opacity của cái anh ngồi bên tay trái nha. Đây, đấy, chúng ta có hai con ma này. Cái này mà lấy xong đi làm đi lòe lòe thiên hạ khéo bị thiên hạ bị khối người bị lừa đấy nhở. Nếu mà giảm opacity của anh bên này thì nó sẽ bị lộ nghề mất. Đấy các bạn thấy không? Nó lộ nghề. Đấy, nó nham nhở khi mình giảm opacity của anh này. Thì nếu mình muốn giảm opacity của anh này thì mình sẽ sắp xếp lại các cái lớp sao cho nó phù hợp. Rồi thì đấy là cái phần cắt mát. Các bạn lưu ý nhá. Ở đây còn cái lưu ý gì nữa không nào? Có thể dùng filter hoặc filter kết hợp với FX chỉnh ánh sáng để tăng tính chân thật. Đấy thì mình nói rồi. Thì bây giờ muốn chỉnh lại màu sắc á, muốn chỉnh lại màu sắc thì bình thường mình thường chỉnh màu sắc mà. Thì các bạn cứ xuất phim ra đã. Bây giờ các bạn xuất phim ra, xét ngàm này, mình xét ngàm xong mình xuất phim. Mình sẽ xuất phim. Mình sẽ xuất phim ra desktop. Đây là đã ghép ba người rồi, nhấn save cái mình render. Rồi bây giờ mình render, các bạn chờ xíu nhá, tại vì nó có cái filter render nó hơi lâu á. Thì trong lúc mà chờ đợi á, mình lên mạng mình xem cái sản phẩm cuối cùng của mình, tiện thể mình khoe luôn cái video tập thể dục của mình. Các bạn gõ vào Thường Vĩ, như vào đây, vào tab video đấy, nhấp vào cái bài thể dục hữu ích này. Chào mừng các bạn đến với bài khởi động Cavatado. Việc khởi động giúp cho cơ bắp nóng lên và tránh được tình trạng chuột rút khi chúng ta bước vào phần tập chính thức. Các bạn có thể sử dụng phần khởi động này như một bài tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày. Đấy các bạn thấy không? Thì ngay cái đoạn đầu này mình đã cắt ghép, mình sẽ chỉnh màu. Đấy, từ cái màu xám xịt như cái thước phim quay sẵn đây. Đây, cái thước phim này này. Mà mình chỉnh nó lên cái màu rất là tươi tắn ở đây. Đấy, một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh màu. Đợi nó xuất phim xong đã. Ôi, ở đây nó bị treo rồi. Máy mình nó hay treo lắm. Thì bây giờ á, việc xuất phim thì các bạn cứ xuất phim như bình thường. Bây giờ mình lấy cái video mà mình đã xuất phim. Mình sẽ mở cái Task Manager lên. Mình tắt nóng cái Vegas đi đây. Ví dụ trường hợp nó bị treo, mình sẽ nhấn chuột phải nhé. Nhấn chuột phải vào cái vùng trống này. Chọn Start Task Manager. Chọn vào cái phần mềm cần phải tắt. Mình nhấn Enter. Nó sẽ tắt cái phần mềm đi. Đấy. Hoặc là nhấn Control Shift Del. Control Shift Del. Chọn Task Manager. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thước phim mà mình đã ghép đây, copy, đó là ghép ba người. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh màu. Các bạn nhìn ra sau khi mình ghép thì mình được cái hiệu ứng này. Đấy, bây giờ mình hướng dẫn chỉnh màu nhé. Mở Vegas lên, rồi mình kéo cái ghép ba người đó vào. Thì ôn lại một chút về cái chỉnh màu này. Bây giờ là ở đây thì chúng ta nhận xét đầu tiên là nó hơi tối, phải công nhận là nó hơi tối. Tối thì mình dùng Color Cover vào Video FX, chọn Color Cover. Đây, mình dùng cái nhóm màu thứ nhất, nhóm màu thông dụng thứ nhất. Color Cover kéo vào. Bẻ cái này lên. Rồi, video của chúng ta đã sáng. Tăng độ tương phản một chút. Đây, cái này là tăng độ sáng này, có cái này tăng độ tương phản này. Đấy. Rồi tiếp theo là cái màu nó hơi xấu, đúng không? Tiếp theo mình dùng cái Color Balance để chúng ta chỉnh màu. Chúng ta kéo cái default này vào. Đấy. Rồi chúng ta ví dụ như tăng một chút màu xanh lên. Đấy, cho nó mát. Giảm một chút màu red xuống. Đấy, thì nó sẽ có vẻ mát, màu nó mát hơn. Đấy. Còn nếu mà các bạn muốn chỉnh thêm cái green là thì các bạn chỉnh. Đây có cái phần green đó. Không cần thiết. Rồi, ở đây thì sau khi chỉnh lên thì nó hơi tối tối lại rồi, mình sẽ tăng sáng lên xíu nữa. Đấy. Rồi rõ. Tiếp theo là tăng cái độ rực rỡ. Các bạn nhìn thấy không? Cái mái ngói nó không được đẹp cho lắm. Bây giờ mình sẽ tăng cái độ rực rỡ lên. Cái mái ngói này,
cái tường gạch này, cái da người. Thế mình dùng cái color corrector secondary, mình kéo nó vào trong này. Đấy. Cái phần là saturation, mình tăng nó lên thì nó sẽ tăng cái độ rực rỡ lên. Đấy, các bạn thấy không? Cái mái ngói nó đỏ này, đỏ chóe lên. Đấy, tăng cái độ rực rỡ bằng saturation. Tăng vừa thôi, tăng quá người ta bảo mình màu mè. Rồi, đẹp rồi đấy, quá đẹp. So với cái màu gốc thì đúng là muốn khóc luôn. Đây cái màu gốc này. Màu gốc này, nó xấu gì đâu mà nó xấu. Sau khi tăng lên này thì nó sáng. Các bạn nhớ nhá. Color Cover, chỉnh ánh sáng, Color Balance, chỉnh tông màu, Color Correct Secondary, chỉnh độ rực rỡ. Đấy. Rồi, thì trong cái bài học này các bạn học được điều gì? Các bạn học được cái thứ nhất là cái cắt mask làm hai hoặc nhiều nhân vật giống nhau trên cùng một màn hình. Cái thứ hai là các bạn học được thêm cái, các bạn hiểu thêm về cái hiệu ứng lớp. Cái thứ ba là các bạn biết, các bạn ôn lại cái phần chỉnh màu. Các bạn đã được ôn lại cái phần chỉnh màu. Ở trong cái bộ giáo trình nó có một cái phần mình nói về cái chỉnh màu rất là chi tiết. Nếu bạn nào quên thì các bạn xem lại, mình chỉ sợ các bạn lười không xem thôi. Rồi thì bài học đến đây là kết thúc. Thì bạn nào mà muốn giao lưu, muốn xem những cái video mình làm thì lên YouTube, gõ cái chữ là Thường Vĩ, chọn vào search, sau đó vào cái kênh Thường Vĩ. Đấy. Vào đây, vào mục video, sau đó tìm. Thì các bạn có thể xem những cái video sản phẩm mà mình làm cho khách hàng, rồi mình làm cho cá nhân mình vui chơi á. Bạn vào đây xem. Đấy. Rồi các bạn có thể xem là mình dùng những công nghệ gì, học hỏi. Nếu mà cái gì mà các bạn muốn làm theo mình á, mà các bạn chưa biết thì các bạn có thể gọi. Nếu mà có thể thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Đấy. Thì đấy là một cái cách trao đổi kinh nghiệm rất là hay. Thì xem xong thì like giùm mình một cái, mình thích like. Đấy. Rồi, ok, chào các bạn, hẹn gặp lại. Chúc các bạn vui vẻ.